cá nghe. Cái này thì nó hơi lòi đuôi một xíu để đó, cá này là cá nục á, cá nục bự ghê. Cá này mày biết làm gì không? Hấp á, hấp cuốn bánh chén, hấp cuốn bánh chén ngon hơn. Này có một con được không? Được rồi mày ha. Hai con sợ hết mình đó. Đó, đã chưa?